trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2019. Chúng tôi hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp ba vị khách đại diện cho những thành phần ở trong cộng đồng của chúng ta. Và những người này là những vị đã có những cái kinh nghiệm cũng như sinh hoạt rất gần gũi với cộng đồng. Và tôi xin thông báo là cái đề tài hôm nay chúng tôi bàn luận là vấn đề recall, bãi nhiệm một số dân cựu thuộc thành phố Westminster là một cái đề tài mà mọi người trong cộng đồng đang quan tâm. Chúng tôi xin mời quý anh tự giới thiệu lấy. Xin mời anh Phát. Vâng, xưa tất cả quý vị, tôi là Bùi Thái Phát, Phát Bùi, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali. Và ngày hôm nay chúng tôi lên đây để nói đến những sự việc mà nó đang rất là sôi nổi đối với tất cả các đồng bào ở Nam Cali nói riêng, nhưng mà tất cả mọi người trên thế giới nói chung. Xin mời anh Phạm Kim Long. Vâng, cảm ơn anh Cầu. Thưa quý vị, chúng tôi là Phạm Kim Long, là nguyên là ủy viên hội đồng giáo dục của Orange County. Vâng, anh như là anh là tiến sĩ Phạm Kim Long này, và nhiều người biết tên anh. Cảm ơn anh. Cái chức vụ đó. Vâng, cảm ơn anh. Xin mời anh tiến. Vâng, tôi Hải quân Trần Xuân Tin. Tôi thuộc lực lượng người Nhái. Tôi ngồi đến đây để nói lên tiếng nói của một người quân nhân trong cái vụ lùm xùm mà các nghị viên ở Westminster và những cái sự kiện xảy ra mới đây, trong vòng mới đây, và với một tư cách của một quân nhân, tôi sẽ nói lên tiếng nói để cho tất cả quý dân cử hoặc quý những người đã bầu cho họ làm đại diện, và những cái lùm xùm đó nó liên quan đến quân đội. Tôi xin được chào quý vị. Vâng, anh Trần Xuân Tin nhắc đến cái chữ lùm xùm đến hai lần làm tôi cũng bức xúc, nhưng mà đó là cái danh từ cho chữ dùng của Việt Cộng, chúng ta cố tránh, nhưng mà nhiều khi vì vấn đề chính xác của vấn đề cho nên chúng ta cũng dùng một cái chữ này, tại vì ngoài cộng đồng họ dùng chữ này nhiều lắm. Thì đó là những cái vụ lộn xộn, những cái sự phân hóa chia rẽ mà không đoàn kết trong cộng đồng, đặc biệt là thành phố Westminster là một cái thủ phủ tị nạn của người Việt Nam tị nạn cộng sản tại đây. Nó liên quan đến vấn đề việc làm không trong sáng của một số dân cử, nó liên quan đến cái việc làm của một số người đã vượt cái quyền hạn của người city manager mà đi đêm với nhau, kết bè kết đảng, thành ra một cái tệ nạn trong cái thành phố này. Đó là những cái sự đồn đái ở ngoài cộng đồng, và ngay cả vấn đề thiếu khả năng để điều hành, để bị thừa kiện thành phố phải bồi thường một số tiền rất là nặng nề. Và cái điều hành yếu kém đó làm cho không đạt được cái nguyện vọng của dân chúng và đi đến cái quyết định của dân chúng trong thời gian vừa rồi, tức là cử tri họ quyết định có phát động cái phong trào recall, tức là bãi nhiệm những người dân cử mà đã tạo ra những cái sự kiện này. Và để bắt đầu chương trình hội luận ngày hôm nay thì có lẽ anh Bùi Phát là người chủ tịch cộng đồng, là người biết nhiều về những sinh hoạt trong cộng đồng trong 6 tháng vừa rồi. Tôi chỉ muốn nói 6 tháng vừa rồi mà thôi, tại vì từ 6 tháng vừa rồi nó mới xảy ra những sự kiện rất là quan trọng, và chúng tôi cố gắng sẽ đi qua từng điểm một. Và xin mời anh Phát Bùi bắt đầu bằng cái sự kiện đầu tiên tạo ra cái sự lộn xộn và phân hóa trong cộng đồng gần đây. Xin mời anh. Cảm ơn anh Cầu. Thì như quý vị cũng theo dõi thì cũng đã biết cái sự việc nó xảy ra, nó bắt đầu từ, người ta thường nói đến, nó có lẽ nó bắt đầu từ cái sự kiện thành phố Westminster đã vinh danh cô Ngô Thành Vân. Thì để tôi tóm tắt lại một chút xíu để những người nào mà chưa có dịp theo dõi có thể biết được sự việc như thế nào. Vào đầu tháng 3, khoảng ngày 5 tháng 3, thì thị trưởng Tạ Đức Chí đã mời cô Ngô Thành Vân đến văn phòng riêng của mình ở ngay trong tòa thị sảnh thành phố Westminster để trao cho cô một cái bằng vinh danh. Cái bằng này nó không phải là cái bằng tưởng lục bình thường, mà nó là cả một cái nghị quyết vinh danh của thành phố Westminster. Cái nghị quyết này nó rất là có cái tầm mức của nó rất là quan trọng, bởi vì nó là một cái phải nói nó là một cái bảng tuyên ngôn, chứ không phải là chỉ một cái bằng tưởng lục nhỏ bé. Và thông thường thì nó phải được đệ trình ra ở ngay trong một cái buổi họp của thành phố, chứ không thể nào mà được trao ở trong một cái phòng riêng một cách lén lút như vậy. Thì sự việc đó nó diễn ra trong im lặng cho đến 2 ngày sau, là khoảng ngày 7 tháng 3.
thì bất thình lình một số cư dân ở Nam Cali này đã để lên trên Facebook của mình hình ảnh rất nhiều báo chí ở trong của Việt Cộng ở trong nước đã đưa lên cái bản tin hình thị trưởng Tạ Đức Chí chụp với lại cô Ngô Thành Vân với vợ của ông là bà Quế Anh và bà Kiều Trinh ở ngay trong văn phòng của ông với cái bằng tượng lục đã trao cho, và họ nói một câu: thành phố Westminster, đích thân ngài thị trưởng đã tuyên dương đạo diễn và tài tử Ngô Thành Vân qua phim Hai Phượng, và cái nỗ lực của cô đưa phim ảnh của Việt Nam đấy, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là Việt Cộng, ở trong nước ra đến hải ngoại. Thì khi cái hình ảnh nó đưa lên, 30 tờ báo lớn nhỏ trong nước ùn đăng cái tin này nội trong một ngày, thì nó là một cái sốc lớn đối với rất nhiều người ở hải ngoại. Và cô đã bỏ lên trên Facebook của cô, người này tên là Lindy Kê Phạm. Thì sau khi cô bỏ lên Facebook của cô thì rất nhiều phone cô đã gọi cho tôi vào đêm hôm đó 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ điện thoại tôi reo lên. Rồi sáng sớm hôm sau 7 giờ sáng, 8 giờ sáng liên tục phone tôi gọi lên. Thì nhiều cư dân đã bất mãn và yêu cầu tôi trong cái tư cách là chủ tịch cộng đồng phải lên tiếng để xem cái việc này như thế nào. Tại sao thành phố Westminster, thủ phủ của người Việt tị nạn cộng sản, bằng danh quốc cộng rất rõ ràng lại có cái sự việc như thế? Tôi biết tôi không thể nói chuyện với ông Chí Tạ được, bởi vì có gọi cho ông cũng sẽ không trả lời, như tôi đã từng liên lạc với ông nhiều lần trong nhiều tháng trong năm 2018-2019. Thành ra tôi buộc lòng tôi phải bỏ lên trên Facebook, và tôi nói tôi chỉ repost lại cái post của bà Lindy Kê Phạm, và tôi nói rằng tôi yêu cầu thị trưởng Tạ Đức Chí nên giải thích cho mọi người biết, và tôi cũng nói luôn là xin tất cả quý vị thận trọng trong cái lời phê bình của mình để mà thị trưởng Tạ Đức Chí giải thích cho chúng ta hiểu. Thì sau đó là có rất nhiều chuyện nó phức tạp đã xảy ra liên tục. Thì cái điểm mà chúng ta nhìn thấy ở đây là từ đầu tháng 3 cho đến suốt đến bây giờ chưa có một lần nào thành phố Westminster thu hồi hay là nhận rằng cái việc đó nó đã là một cái việc gây tai hại cho lằn danh quốc cộng của chúng ta. Không những thế, trong những ngày sau giữa tháng 3 thì tôi đã gửi thư rất là lịch sự, và thư đó đã được công bố cho truyền thông báo chí biết. Tôi yêu cầu thành phố Westminster thu hồi lại và lên tiếng hủy bỏ cái nghị quyết vinh danh Ngô Thành Vân. Thì sau đó trong buổi họp kế đến của Hội đồng thành phố, tôi cũng đến tham dự và cũng lên tiếng phát biểu ở ngay buổi họp. Rất lịch sự, không lên tiếng phê bình chỉ trích ai. Tôi chỉ nói rằng cái nghị quyết vinh danh Ngô Thành Vân nó tạo cho Việt Cộng cái cơ hội để mà lợi dụng cái việc đó tuyên truyền và cho tất cả đồng bào ở trong nước cũng như mọi người hải ngoại biết rằng cái lằn danh quốc cộng đối với thành phố Westminster nó không còn quan trọng nữa, bởi vì họ đã vinh danh cái phim ảnh của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và cái lằn danh giữa quốc gia và cộng sản nó không còn được giữ vững nữa. Thì tôi yêu cầu Hội đồng thành phố để mà tạt cái gáo nước, cái ly nước lạnh vào mặt Việt Cộng. Chúng ta chỉ cần Hội đồng thành phố lên tiếng hủy bỏ cái nghị quyết đó là nó khẳng định được lập trường quốc gia và cộng sản của chúng ta. Rất là tiếc là ngày hôm đó tôi bị rất nhiều người, tôi nghĩ rằng là họ muốn bênh vực thị trưởng Tạ Đức Chí. Họ đã đến, họ phản đối và họ bênh vực cái việc làm của thành phố Westminster đã vinh danh của Ngô Thành Vân. Và họ mạt sát tôi thậm tệ. Họ cho rằng tôi đã can thiệp vô chuyện của một thành phố khác.
tôi là nghị viên của thành phố Garden Grove không nên can thiệp vào chuyện của thành phố Westminster. Nhưng mà cái lời cáo buộc đó nó hoàn toàn không có căn bản, là bởi vì là một người Việt Nam, là một người tị nạn cộng sản, và hơn nữa lại là có cái trách nhiệm trong cái vai trò chủ tịch cộng đồng, tôi bắt buộc phải lên tiếng khi mà làng danh quốc cộng nó đã bị xâm phạm. Và đây là cái lần mà thứ hai mà tôi lên tiếng, thưa quý vị. Thì sau đó trong buổi họp đó, ông Chí Tạ cũng như là bà Kimberly Hồ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí lên tiếng bênh vực cho cái việc làm của mình, bởi vì họ nó nghĩ rằng cái lập luận họ là đây là một cuốn phim phơi bày cái việc buôn người, tệ nạn buôn người ở Việt Nam. Và khi mà đưa cái việc vinh danh cuốn phim này thì nó đưa ra cái việc xấu xa của nhà cầm quyền cộng sản đã không có dẹp cái việc nạn tệ nạn buôn người đó. Nhưng mà đó là một cái lập luận bào chữa, bởi vì những người xem phim sẽ thấy rằng nó đề cao công an Việt Cộng. Chúng ta biết rằng công an Việt Cộng là cái nguyên tố rất là quan trọng trong cái việc đàn áp người dân lành, đàn áp dã man những người dám lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản. Và họ không nương tay đánh đập, thậm chí đôi khi còn giết những người dám lên tiếng phản đối hay là phê bình chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản. Thí dụ như ông nhạc sĩ Việt Khang chỉ viết có một bài Việt Nam tôi đâu mà cũng bị công an đàn áp dã man. Thì cái cuốn phim này nó đưa ra cái hình ảnh công an đứng về phía cái bà Hai Phượng, tức là cô Ngô Thanh Vân, tranh đấu và đã diệt tan cái đám buôn người đó. Nó đề cao công an chứ không phải là nói xấu công an phải cộng. Thứ hai, chính cô Ngô Thanh Vân, chúng ta đã nghe nhiều cái đoạn video mà đã được công bố ở trên YouTube. Chính cô Ngô Thanh Vân đã lên tiếng khen và cảm ơn Bộ Công an cũng như là Cục Điện ảnh của Việt Cộng đã giúp cô trong cái việc thực hiện cuốn phim Hai Phượng. Thì rõ ràng đây là một cái công cuộc tuyên truyền có chủ đích của nhà cầm quyền cộng sản. Cái việc đó đã rõ như ngày và đêm, như trắng và đen. Vậy mà Hội đồng thành phố Westminster vẫn không quyết định lên tiếng hủy bỏ biểu quyết Ngô Thanh Vân. Việc thứ hai rất là sai trái là khi ông Chí Tạ làm cái việc vinh danh Ngô Thanh Vân thì những người nghị viên khác không hề biết đến. Ông Tài Đỗ không được biết đến, ông Sergio không được biết đến, và thậm chí chúng tôi nghe một nhà báo cho biết là họ đã gọi cho ông Charlie và bà Kimberly Hall, hai người này cũng không biết. Đây là một cái việc tiếm quyền, dùng chữ ký của người khác để vô trong một cái nghị quyết mà không có cái sự đồng ý và cũng không có được cái sự thông báo cho người ta. Đó là một cái việc sai trái rất trầm trọng. Thứ hai, nó có thể đi đến cái việc mà vi phạm luật pháp khi mà mình mạo dụng cái chữ ký của người khác để làm những cái việc riêng của mình. Việc này tôi nghĩ rằng ông Chí Tạ nghĩ rằng chắc cũng chẳng ai để ý, chẳng ai biết. Nhưng mà không dè là chỉ 2 ngày sau khi ông chụp hình thì báo chí 30 tờ lớn nhỏ ở trong nước đã tung hô lên và dùng lợi dụng cái chuyện đó để mà tuyên truyền cho đồng bào trong nước. Đó là lý do tại sao chỉ có trong vòng 2 ngày mà 30 tờ báo lớn nhỏ chụp hình thị trưởng Chí Tạ Washington và nói đích thân ngài thị trưởng đã tuyên dương và vinh danh của Ngô Thanh Vân cũng như là nền điện ảnh của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một cái điều thứ hai mà sau này chúng ta mới khám phá ra là khi nhìn kỹ lại thì trong cái tấm hình chụp chung với lại cô Ngô Thanh Vân không có lá cờ Việt Nam Cộng hòa, lá cờ vàng mà thường khi mỗi khi mà ông chụp hình với bất cứ ai đến văn phòng của ông là luôn luôn có ở bên cạnh. Nhưng ngày hôm đó nó đã được rời đi hoặc là mang ra ngoài để không có trong cái bức hình
cả 3-4 chấm hình không có hình nào có cái lá cờ vàng đó. Mục đích là như thế nào? Chúng ta không ai biết rõ được. Nhưng mà chắc chắn một điều có thể là Ngô Thanh Vân đã yêu cầu ông phải rời cái hình lá cờ đó ra để cho cô chụp hình và gửi về trong nước để cho thấy rằng lá cờ vàng chính nghĩa cũng phải bị dẹp đi khi mà những cái người ở trong nước, ở trong Việt Cộng nó thẳng ra như vậy đến để thăm và chụp hình với ông. Thì như vậy nó là một cái nỗi đau vô cùng lớn đối với cá nhân tôi, cũng như đối với tất cả những người nào mà kiên quyết cái lập trường chống cộng. Là bởi vì quý vị biết cái việc mà tuyên dương Ngô Thanh Vân đã là một cái lỗi lầm lớn. Cái việc dẹp lá cờ vàng nó còn quan trọng hơn nhiều. Là bởi vì chính nghĩa của chúng ta mà chúng ta dám chà đạp lên nó chỉ vì muốn đạt được một cái mục đích nào thì điều đó không bao giờ chấp nhận được. Còn những cái việc lầm lẫn khác, một đôi khi chúng ta có thể hấp tấp hồ đồ, chúng ta có thể vi phạm hoặc là không có suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng mà chính nghĩa mà chúng ta vẫn dẹp đi chỉ vì mục đích ngắn hạn thì cái điều đó là một cái điều mà bất cứ ai cũng phải chưng hửng, bởi vì không thể nào mà chúng ta có thể tin tưởng được nữa. Thì thưa quý vị, đối với những cái việc đó thì tôi lại thắc mắc là một cái việc nhỏ như vậy, chỉ cần hủy bỏ cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân và lên tiếng nói là tôi lúc mà vinh danh cô đó tôi không có những cái dữ kiện khác, thành ra tôi đã hấp tấp và tôi sơ hở tôi làm việc đó, tôi xin sau này tôi đã thấy những cái dữ kiện mà quý vị đưa ra là cô Ngô Thanh Vân này là một cái người đã làm rất nhiều chuyện có lợi cho Việt Cộng, như là cái việc mặc là áo cờ Việt Cộng, như là cái việc cô làm những cái phim mà có cái sự hỗ trợ của công an, của Bộ Công an và Cục Điện ảnh. Thì tôi với những cái dữ kiện đó tôi lên tiếng hủy bỏ và cái nghị quyết vinh danh đó không còn giá trị. Một cái việc nhỏ như vậy mà một cái người làm chính trị không chịu làm, không thể nào mà một người chính trị, thưa quý vị, không có những cái tự ái hão như thế. Khi họ thấy cái chuyện cần phải làm và cái hậu quả nếu mà không sửa sai mà nó quan trọng, họ sẵn sàng, họ tuyên bố và họ sửa sai. Thì cái động lực là gì? Tôi mới đi tìm hiểu thêm thì nó mới lòi ra là bà Kiều Trinh, ông Chí Tạ, bà Quế Anh là vợ của ông Chí Tạ và ông Alan Võ Ford đã thành lập một công ty điện ảnh. Công ty đó tên là The Uprising Wave Film Company. Và bốn người này là những cái người trong hội đồng quản trị và là đồng sáng lập viên. Họ thực hiện cái công ty làm phim này vào tháng 1 năm 2018. Ông Alan Ford là ngoài cái việc mà ông làm những cái chuyện bán bảo hiểm, ông còn là cái người thường xuyên về Việt Nam để mà làm cái dịch vụ EB-5, tức là giúp cho những người Việt Nam ở trong nước đi qua Hoa Kỳ đầu tư làm ăn. Thì trở lại cái chuyện cô Ngô Thanh Vân, vào khoảng, tôi nghĩ là khoảng đầu năm 2000, cô Ngô Thanh Vân bắt đầu chúng ta biết đến qua cuốn phim Dòng Máu Anh Hùng, thì có chiếu ở Irvine. Và tôi được biết là từ đó Ngô Thanh Vân, Tạ Đức Chí, Kiều Trinh và Alan Võ Ford đã trở thành những người có cái liên hệ mật thiết với nhau. Cuốn phim Hai Phượng khi Ngô Thanh Vân mang qua chiếu ở Hoa Kỳ, cô ta khoe là cô ta lời 6 triệu đô la. Trong cái 6 triệu đô la đó, cái nghị quyết Ngô Thanh Vân nó đã giúp cho cái cuốn phim Hai Phượng được nhiều người biết đến. Thì nó có nhiều cái chuyện mà trong đó có thể là cái lý do tại sao chúng ta thắc mắc ông thị trưởng không thể nào mà thâu hồi hay là lên tiếng hủy bỏ cái nghị quyết Ngô Thanh Vân, bởi vì nó đã có quá nhiều cái sự chằng chịt với nhau về vấn đề hợp đồng làm phim. Thì tôi nói sơ qua như vậy để cho quý vị thấy rõ cái lý do tổng quát mà nó bắt đầu nó đưa đến những cái chuyện tranh cãi và những cái chuyện phản ứng giữa thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là Kimberly Hồ và với ông Tài Đỗ vân vân. Thì có thể chúng ta bàn sâu thêm qua sự việc đó trước khi nó đi đến những cái vấn đề càng ngày càng lún sâu vô của một số
dân cử trong thành phố Westminster. Dạ, xin mời hai anh kể đến. À, vâng, mời anh Tiến trước. Anh có nghĩ rằng là có một cái thế lực nào đó nó ép buộc những người nghị viên đó không thể thay đổi cái lập trường của họ được. Mặc dù anh Phạm nói là cái một lời xin lỗi hay một cái rút cái nghị quyết đó cũng đâu có gì khó đâu, nhưng mà các anh có nghĩ đấy, chắc có một cái áp lực nào đó, theo tôi nghĩ. Tại vì cái vấn đề đặt ra là tôi với anh Nam Hà có đã gặp thị trưởng cả Đức Trí mặt đối mặt, và chúng tôi cũng hỏi với tư cách là một người quân nhân. Thì tôi thấy Tạ Đức Trí cũng, anh thị trưởng Tạ Đức Trí cũng nói một lời, vì cái danh dự là một thị trưởng thì để cho ông có một thời gian để ông xin lỗi. Nhưng mà từ đó, từ ngày đó cho đến hôm nay, cái lời xin lỗi không thấy, nhưng mà tôi thấy nó lại đưa ra những vấn đề chống đối nhau, liên kết với nhau để chống nhau một cách kịch liệt. Cái đó tôi thấy đó là một cái vết nhơ. Tiếp lời anh Tin á, thì tôi cũng là một trong những người cựu quân nhân có liên quan tới cái lộn xộn này. Thì chính chúng tôi, những người sinh hoạt ở trong tập thể chiến sĩ và với liên hội cũng quan tâm, và cũng đã trong thời gian đó chúng tôi im lặng. Nhưng mà đến lúc mà chúng tôi không im lặng được thì anh em chúng tôi có buổi họp rất quan trọng của liên hội với là tập thể chiến sĩ, gồm khoảng chừng 14 thành viên ở trong ngày hôm đó. Chúng tôi đã bàn luận và có cái đưa ra cái quyết định là chọn một trong ba phương pháp giải quyết vấn đề, vì chúng ta phải lên tiếng, những người cựu quân nhân phải lên tiếng, vì đây là những người hậu duệ, con em của chúng ta. Thì trong ba cái phương pháp để giải quyết, thì một là sẽ lên khuyến cáo trước công chúng bằng văn thư, thứ hai là văn thư chỉ gửi riêng cho ông thị trưởng để ông thị trưởng biết rằng có lời khuyến cáo này, thứ ba là giữ sự im lặng để cho thị trưởng tùy cơ mà ứng biến để mà sửa sai. Thì cuối cùng anh em sau khi bàn luận cũng căng thẳng lắm, thì tôi là một trong những người tham dự ngày hôm đó, thì quyết định là sẽ, vì vấn đề thể diện của ông thị trưởng, chúng tôi đã quyết định là sẽ gửi một cái văn thư ngay nội hôm đó, tại vì ngày hôm sau sẽ là cái ngày quyết định để mà revoke hay là không revoke, tức là lấy lại cái bằng vinh danh đó hay không trong thành phố Westminster. Thì trong nội hôm đó, ngay sau buổi họp là sẽ gửi cái văn thư khuyến cáo riêng cho ông thị trưởng để ông thị trưởng biết cái lập trường và cái suy nghĩ của anh em cựu quân nhân. Trước khi có quyết định đó thì anh em bàn rồi và cũng đồng ý rồi, nhưng mà có người thì nghĩ rằng con cháu mình, cho người con cháu của mình tới để mà giải thích vấn đề cho nó rõ ràng hơn thì có thể là sẽ giải quyết vấn đề nó êm thấm hơn. Và Tạ Đức Trí thì cho Đức Trí được mời tới và có đến trình bày. Thì trong cái lời trình bày á, thì có cái sự kêu gọi thông cảm cái sai lầm, nhưng mà ông không muốn làm cái việc gọi là xin lỗi hay recall trước công chúng như vậy, làm như có vẻ như là một người hề. Thì đó cũng là một cái ý kiến của ông. Thì anh em lắng nghe, rồi ông có hứa là nếu trường hợp mà cho ông 6 tháng hay là 3 tháng gì đó, tôi cũng không nhớ, về 6 tháng thì phải, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thì là anh em nghĩ rằng đây là một cái đòi hỏi mà có thể là nó làm cho cái công việc nó êm hơn, có lẽ anh em nghĩ vậy. Và ông hứa là từ đây trở đi, mọi việc làm của ông trong tương lai liên quan đến cộng đồng cũng như là đến sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, ông sẽ hỏi thăm lấy ý kiến cố vấn của những anh em cựu quân nhân ở trong cộng đồng. Đó là cái lời hứa, và hôm đó cũng làm mất lòng một số những anh em, cho nên anh em quyết định là sẽ im lặng trong cái ngày là ra thành phố mà quyết định revoke cái, tức là lấy lại cái bằng vinh danh đó để cho họ quyết định lấy. Thì cho đến ngày hôm nay
thị trưởng Westminster đã không làm những cái gì mà ông hứa, mà lại còn làm nhiều cái còn gọi là đi ngược lại cái ý nguyện của những người anh em cựu quân nhân nữa, thì chúng tôi sẽ bàn luận thêm trong vấn đề này. Còn trở lại vấn đề của anh Pháp đó, nói rằng cái lý do nào, vì lý do gì, cũng như anh Tin vừa nhắc, lý do gì, mục đích gì, cái khó khăn gì mà ông thị trưởng biết cái đó là sai mà lại không có sửa sai, không xin lỗi, không sửa sai mà lại còn sai thêm nữa, thì đó cũng là cái thắc mắc mà anh Phát cũng vừa đưa ra một vài cái lý do mà chúng ta cũng không nắm vững, cũng không có gọi là dám cả quả quyết. Thí dụ như là cái hợp đồng ký làm ăn chẳng hạn, cũng như là có người nói rằng các kẻ đã đổi màu, thì tôi cũng chẳng biết những cái việc nào là việc đúng. Thì chúng ta hôm nay trình bày những sự kiện này tới quý vị đồng hương, quý vị cử tri, để rồi quý vị sẽ quyết định trong thời gian sắp tới đây. Và xin anh Long nếu còn có ý kiến nào xin anh Long. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được góp ý một cái chi tiết rất là nhỏ. Nãy giờ chúng tôi có nghe kể lại thì ông thị trưởng Tạ Đức Chí có nói là cái việc mà rút lại cái bằng vinh danh là một cái sự làm cho ông ấy mất thể diện, gọi như một thằng hề. Do đó ông, cái đó là cái lý do mà ông không có quyết định được. Thưa quý vị, cái điều đó chúng tôi không hiểu được cái câu hỏi đó, cái câu trả lời đó. Là vì ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ, nếu mà quý vị nhớ cựu Tổng thống Bill Clinton, khi mà ông chối, ông nói là ông không có sexual với lại cô Monica. Vâng, thì cô, ông nói trước công chúng, nhưng mà sau khi mà có những cái chứng cứ lòi ra là trong cái áo đầm của cô ấy có tinh trùng của ông, thì ông đã xin lỗi ngay, ông nhận lỗi ngay. Thưa quý vị, đó là cái cung cách làm việc của những người ở xứ văn minh, đó là cái cung cách làm việc của những cái vị dân cử mà thật sự có một chút liêm sỉ. Đó, mình có một chút liêm sỉ, mình thấy mình sai, nhất là mình đã nhận là mình sai thì mình phải sửa. Đó, bởi vậy cái lý do mà thị trưởng Tạ Đức Chí đến giờ này vẫn kêu bằng, vẫn ngoan cố, không có chịu rút lại cái bằng vinh danh, mặc dù đã xác nhận với mọi người, những người nói chuyện với ông rằng cái điều đó là điều sai lầm, mà ông vẫn không làm. Do đó chúng tôi đặt vấn đề là những cái nghi vấn mà anh Phát Bùi hồi nãy có đưa ra. Chúng tôi đặt vấn đề là những nghi vấn đó nó có nhiều khả năng, nó đúng. Thực sự ra thứ mà anh, nó như vậy. Anh cũng đã từng là dân cử, tôi cũng là dân cử, thì mình biết nó có cái giới hạn. Dĩ nhiên không có ai muốn trước công chúng mà mình phải nhận là mình có một cái quyết định gì đó nó sai, không ai thích cái chuyện đó. Nhưng mà có những cái lỗi lầm nhỏ hay là vừa vừa, cái việc mà mình nói ô tôi có cái quyết định không sáng suốt hay là sai, nó không phải là một cái gì mà nó quá để mà mình không làm được, thưa quý vị. Cái trường hợp này đó, tôi lấy ví dụ, tôi không bao giờ tôi làm những chuyện đó, nhưng mà đối với tôi cái chuyện này, nếu mà tôi có bị vào những trường hợp như vậy, nó rất dễ để tôi xin lỗi. Tại sao thế? Tôi chỉ nói là lúc mà tôi cho cái cô Ngô Thanh Vân cái bằng cái nghị quyết vinh danh đó, tuyên dương cô đó, vì tôi nghĩ rằng là cô sắp sửa và đi về sớm, cô chỉ đến đây có 1-2 ngày để lo cái việc ra mắt cái cuốn phim đó. Rồi vì những cái người quen của tôi như là bà Kiều Trinh, ông Alan Ford, ông đề nghị, thành ra tôi thấy hấp tấp, tôi vội vàng, thì tôi nghĩ là chắc là cũng không có gì, thành ra tôi tặng cho, tôi mới làm cái bằng vinh danh và tôi không kịp thông báo cho các nghị viên khác ở trong hội đồng thành phố biết. Tôi nghĩ chắc họ cũng sẽ thông cảm. Thành ra tôi vội vàng tôi làm cái việc đó. Bây giờ thấy nó lòi ra là cái cô Ngô Thanh Vân này, cô mặc áo cờ Việt Cộng rồi tùm lum tùm la ra. Rồi báo chí trong nước nó lợi dụng cái này để nó tuyên truyền. Tôi cũng chưng hửng. Thành ra tôi xin lỗi quý đồng hương, tôi đã hấp tấp. Mà tôi, nếu mà tôi có những thông tin đó, không bao giờ tôi làm cái chuyện mà vinh danh Ngô Thanh Vân. Thì nó rất là dễ, đồng bào sẽ thông cảm ngay lập tức. Một cái chuyện nhỏ như vậy mà ông không dám thu hồi cái nghị quyết lại, tuyên bố nghị quyết lại, mà ông chống chế, ông đã là cô Ngô Thanh Vân vẫn xứng đáng để cổ vinh danh, thì ông lại càng đào thêm sâu thêm cái khó khăn cho mình. Thì anh để tôi trình bày xong anh đã. Thì như vậy đó, đương nhiên là những người họ nghe họ phải thắc mắc cái nhiều câu hỏi ra. Một cái chuyện dễ như vậy, nhỏ như vậy mà ông không dám làm, thì phải có một cái khó khăn nào đó. Khó khăn đó là khó khăn gì? Có thể là ông, người ta suy nghĩ, người ta đặt, nhiều người đặt vấn đề với tôi lắm. Anh Phát, anh dài quá, chắc chắn là nó đã nhận tiền của Ngô Thanh Vân rồi, nó không dám làm. Tôi nói là thì tôi cũng thắc mắc như quý vị thắc mắc, nhưng mà mình không có bằng chứng. Thứ hai đó, những cái gì tôi biết được đúng 100%,
Và tôi, cái này tôi biết đúng sự thực, tôi mới dám nói, còn cái gì tôi không có sự đâu, tôi không dám nói. Tôi biết chắc chắn là có cái việc ông Chí Tạ, bà Kiều Trinh, ông Alan Võ Pho và bà Quế Anh thành lập công ty The Uprising Way Film, bởi vì nó nằm trên cái website của họ. Thứ hai là ông Alan Võ Pho đã lên tiếng chính thức nói cái việc đó và khoe khoang cái chuyện đó. Và thứ ba là trên cái website của họ nó có rõ ràng họ đang làm nhiều dự án làm phim, và một trong dự án làm phim đó là cuốn phim Con đường tơ lụa, The Silk Road. Tức là cái, chúng ta cũng biết con đường tơ lụa, cái The Silk Road đó là cái con đường tơ lụa của Trung Cộng. Và gần đây Tập Cận Bình đang phô trương khoe khoang rằng đó là cái vòng đai, một con đường là Trung Cộng đang cái, có cái dã tâm là thôn tính tất cả thế giới, cái dã tâm của Hán tộc từ cả mấy ngàn năm nay. Họ nói họ là chủ của toàn thể thế giới. Thì bây giờ trên cái The Uprising Way Film nó có một cái project, một cái dự án làm cuốn phim Con đường tơ lụa, và chính họ khoe khoang là cái ngân sách để làm cho ngân quỹ để làm cho cái cuốn phim đó là lên đến 40 triệu. Họ chỉ nói vậy, tôi không biết là họ có khoe khoang khoác lác hay không, nhưng mà đó là sự thật họ nói ra, và mình dựa vào những cái điều mà ông Chí Tạ và ông Alan Ford khoe khoang như thế. 40 triệu thưa anh, tôi không nghĩ rằng ở Mỹ này cũng có nhiều người triệu phú Việt Nam lắm, nhưng mà tôi không nghĩ những người triệu phú Việt Nam ở đây ai sẽ bỏ tiền vô để làm một, mà lên 40 triệu để làm cái phim đó. Thành ra tôi nghĩ rằng có lẽ cái số tiền đó hoặc là nó từ Hồng Kông, từ Đài Loan, từ Trung Cộng, từ Việt Nam chuyển qua đây, và qua cái hình thức gì, EB5 của ông Alan Võ Pho. Thì đó là những cái thắc mắc mà người ta nghĩ đến đó, là sao mà ta nghĩ có thể là vì vậy mà không thể thu hồi hay là hủy bỏ cái nghị quyết vinh danh của Thành Vân. À, vâng, tôi xin phép để tôi hỏi anh Phát Bùi trước. Anh là một thương gia mà anh chỉ đưa ra những cái nghi vấn mà anh không, anh tôi hỏi, nhờ anh giúp chúng tôi đặt vấn đề như thế này. Là anh là một thương gia nhé, bây giờ có người nào đó, mình tiếng Việt mình có cái câu là tiền trao cháo múc. Giờ anh bán một cái sản phẩm nào đó mà người ta đã đưa tiền cho anh đã nhận tiền rồi và anh trao cái sản phẩm đó, giờ anh có đòi lại được không? Vấn đề legal, tiền trao cháo múc, tiền họ đã trao cho anh, nó cầm tiền rồi và anh đã đưa cái sản phẩm họ đã nhận rồi, đến khi mà anh biết cái điều là sai, anh có đòi lại được không? Anh có dám đòi không? Nếu mà tôi đòi cái sản phẩm đó lại thì tôi phải trả tiền lại cho người ta. Vâng, cái điều đó là điều kẹt. Nếu đưa tiền anh lỡ anh mua nhà, mua xe, mua anh đi vacation anh xả hết rồi thì làm sao? Đó là chưa kể thưa anh. Đối với những người ở trong nước, đối với nhà cầm quyền Việt Nam, khi mà anh trở cờ, tức là một trường hợp đó anh phản lại họ. Còn trước khi mà họ đến gặp anh, đâu phải là một bữa họ gặp anh ở ngoài tiệm phở. Xong rồi họ bảo ông Phát Bùi này, tôi tức là họ phải gặp anh, có nhiều gặp nhau nhiều lần, có sự tin tưởng mới làm ăn chung, mới ký những cái giao kèo đó, mới anh có tin tưởng anh mới cho những cái bằng vinh danh. Mà bây giờ đùng một cái mà chỉ vì những cái người mà những ông già, những chú bác ở trong lễ hội cựu chiến sĩ lên tiếng phản đối, mà bây giờ anh phải rút lại, đó là một cái sự hy sinh lớn lao mà tôi nghĩ là có lẽ thì ít có người nào. Tuy nhiên đó là những cái thắc mắc của Đồng Hương, bởi vì người ta nhìn thấy cái sự việc đó, người ta biết ngay là nó có cái chuyện quá phi lý, một cái chuyện mà chỉ cần lên tiếng hủy bỏ cái nghị quyết là xong, mà không làm thì nó phải có một cái gì đó đằng sau mà nó người ta không thể nào làm cái chuyện nhỏ như vậy được. Tôi nói cho mấy anh nghe, tất cả những cái người mà đã từng về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng là đều bị như là con cá nó nằm trong cái rọ, nó bóp mình lúc nào là chết lúc đó. Nhiều người lắm rồi, mà chuyện đó mình không cần phải kể ra ai, nhiều người cũng biết đấy. Đã làm với tụi nó mà nó thấy không được là nó mang mình, là nó nắm răng chui mà. Thành thử ra cái chuyện này thì anh hỏi thì tôi không có câu trả lời, nhưng mà đó là lý do tại sao mà rất nhiều người thắc mắc và họ đặt vấn đề với tôi. Họ nói họ thắc mắc nhưng mà tôi cũng không có câu trả lời được, bởi vì mình đâu có bằng chứng đâu, mình chỉ thắc mắc thôi. Tôi xin ngắt lời anh Phát. Thì cái chuyện mà làm ăn hay là gì đó là chuyện của từng cá nhân ở trong cộng đồng. Ngay cả ông Alan Ford có làm gì đi nữa, chúng tôi không quan tâm nhiều. Bằng cái người mà đang giữ chức vụ, một người thị trưởng đại diện cho những cư dân ở đây mà làm việc không đúng lập trường, chúng ta phải lên tiếng. Nếu thí dụ như là anh Tạ Đức Trí sau khi mãn nhiệm kỳ anh làm chuyện gì đó, cái sai lầm của ông chỉ là một người,
không lập trường và đã đổi màu. Chúng tôi không có buồn phiền bằng tại điểm này dùng cái lạm dụng cái chức vụ thị trưởng thành phố Westminster để mà vinh danh một người không liên quan gì đến thành phố. Chắc chắn như vậy tại vì cô đấy không ở đây. Một người sinh hoạt với Cảng Cộng sản Việt Nam để làm những cuốn phim đó, thì đó là cái điều chúng ta phản đối ngay từ lúc này. Và cho đến giờ này tôi chưa gặp một người nào, một cựu quân nhân nào lên tiếng đồng ý về cái việc làm này cả. Tôi cảm cam đoan như thế. Tại vì đây là việc làm nó đi ngược lại cái lập trường chống cộng của chúng ta, của những người cựu quân nhân. Thì chỉ có một cái việc đó không thôi đó, chúng ta đã thấy cái sai trái rồi. Còn vấn đề mà làm việc không trong sáng, cũng như anh vừa nhắc, cái chuyện mà ký cái nghị quyết vinh danh đó hay là quyết định vinh danh đó, nó là phải là một cái việc làm đưa ra trước hội đồng thành phố để lấy ý kiến đa số của mọi người, nghị viên trong thành phố. Mà đến nỗi không còn hỏi ý kiến mà ký luôn cho những người mà không có biết gì về cái việc này cả. Đó là cái việc lạm dụng. Mà đây như vậy là một người mất cả niềm tin của cử tri. Bây giờ cảm ơn anh Cầu nói chuyện đó. Vâng. Có một vấn đề thêm nữa là sau khi nghị viên tài đổ, vì không ông không ký, ngay cả anh Charlie Nguyễn và cô Kimberly Hồ cũng không ký đó. Thì sau khi cái chuyện mà đưa ra vấn đề, thì lại thay vì rút cái nghị quyết mà như cộng đồng muốn, hoặc là xin lỗi như cộng đồng muốn, thì lại đưa ra một cái nghị quyết là một nghị quyết là bỏ hai, tức là xin lỗi hai cái nghị viên là anh Tài Độ với ông Pedro thôi, tức là ba người kia vẫn bằng lòng. Thì như vậy thì các anh nghĩ sao? Lúc đó tôi ngồi tôi đau lòng, tôi đau lắm, là bởi vì nó giống như mình bị đâm hai lần. Đâm lần đầu rồi là mình đã đau lắm rồi, đến lúc mà bị đâm thêm một lần thứ hai nữa thôi anh. Tức là tức là nói tóm tắt lại để cho quý đồng hương mà chưa theo dõi, tại không có mặt trong buổi họp của hội đồng thành phố vào cái ngày 27 thứ tư ngày 27 tháng 3 đó, thì lúc đó cái sự việc đã được đưa ra, ông Tài Đỗ và ông Sergio lên tiếng kịch liệt phản đối. Họ phản đối cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân, bởi vì họ nói như vậy: thứ nhất là cái cô Ngô Thanh Vân này có làm cái phim gì đó Hai Phượng đó chẳng có liên quan gì đến thành phố Westminster cả, không có lý do gì thành phố Westminster lại vinh danh cô, tại nếu mà có muốn vinh danh đi nữa cũng phải là vinh danh cái chuyện gì cô làm cho thành phố Westminster thì mình vinh danh cô, còn cô làm cái phim Hai Phượng ở bên Việt Nam Việt Cộng ở kia cái ba cô chứ. Đó là cái lập luận của ông Tài Đỗ. Và thứ hai, ông Tài Đỗ nói rằng tôi là người chống cộng, tôi không muốn vinh danh cái cô Ngô Thanh Vân đó. Tại sao quý vị lại ép tôi vô để vinh danh cô Ngô Thanh Vân? Thì thay vì lúc đó ông Chí Tạ, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và cô Kimberly Hồ lợi nhân cái cơ hội đó hủy bỏ luôn cái nghị quyết đi, không những không hủy bỏ cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân mà lại còn nói là thôi được, ông Tài Đỗ không muốn tham dự, ông Sergio muốn tham dự thì rút tên hai ông ra, chúng tôi sẽ làm một cái nghị quyết thứ hai chỉ có ba tên chúng tôi vinh danh cô Ngô Thanh Vân, tức là coi như là đâm cộng đồng một cái nhát dao thứ hai. Thì tôi đau lắm đứa anh. Rồi sau đó thì họ quyết định là bây giờ thu hồi cái nghị quyết kia lại đó, cô Ngô Thanh Vân Việt Nam cô có thể cô không chịu đưa lại, thì thôi bây giờ đó mình chỉ làm một cái thông báo nói rằng là lấy gạch tên của ông Tài Đỗ và ông Sergio ra, chỉ coi như là công nhận là trên đó có ba tên ký ở trong cái nghị quyết vinh danh là ông thị trưởng Chí Tạ, bà phó thị trưởng Kimberly Hồ và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Làm như vậy thưa quý vị không khác gì đâm sau lưng những người Việt tị nạn cộng sản thêm một cái nhát chí mạng lần thứ hai. Vâng, anh Phát nói cái đó thì tôi lại suy nghĩ ra một điều nữa. Cũng chính vì như vậy mà không có cái đoàn kết giữa năm người, và cũng vì như vậy mà nó cái tình hình nó quan trọng hơn ra trong những cái tháng gần đây. Chính vì như vậy thì cư dân và những người tị nạn như chúng ta ở Orange County này, những cái thành phố Lira Sài Gòn này, lại có một sự chia rẽ trầm trọng giữa hai bên. Và cái đó tôi nghĩ rằng thôi chúng ta nên break time đi. Trước khi anh tin, trước khi break time chúng ta cần phải nhắc một cái điều này nữa.
là cái nghị quyết này đó, hay là cái quyết định vinh danh này đó, nó không phải đơn giản như là chúng ta nghe từ lúc đầu, là một sự sai lầm, một cái sự sơ sót, một cái không tính toán gọi là hấp tấp, mà đây tôi nghĩ là một sự tính toán. Tại vì khi không có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong văn phòng, đó là cái sự tính toán rồi, chứ không tự nhiên cái lá cờ này biến mất. Đó là một chuyện. Cái thứ hai là khi mà đã có cơ hội, như là anh Phát nói, trong cái buổi họp thành phố để mà lấy lại cái bằng vinh danh đó, thì thay vì làm chuyện đó thì không làm, mà lại xác nhận thêm hai người nữa. Đó là cái điều mà anh nói là đâm nhát thứ hai. Tôi nghĩ là đâm thứ hai mà còn ngoáy thêm một cái nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người đó họ nói tôi đồng ý đấy, chứ tôi không có sai lầm, chúng tôi không có gọi là hấp tấp, chúng tôi quyết định, chúng tôi có tính toán và chúng tôi đồng ý đây là việc làm chúng tôi muốn làm. Bởi vậy đó là vấn đề mà chúng ta, những người trong cử tri trong thành phố phải biết rằng những người đại diện cho mình đã làm một cái việc mà đi ngược lại cái ý nguyện của cử tri, chứ không phải là vô tình hay sai lầm. Vì tại thời điểm đó tất cả những bằng chứng mà anh Phát Bùi đưa ra, như là cô Ngô Thanh Vân mặc áo cờ đỏ, như là cái Bộ Công an đã giúp đỡ trong vấn đề làm cuốn phim Hai Phượng, và cái lá cờ mình không được hiện diện trong cái bức hình đó, tất cả những việc làm đó, những cái sự kiện đó đã được đưa ra, thì nếu họ biết là họ là người gọi là biết sửa sai, thì đây đó là lúc như anh Phát nói là lúc hay nhất để họ xin lỗi và rút lại cái nghị quyết đó, nó dễ dàng quá. Nhưng tại sao nó không xảy ra? Thì đó là câu hỏi mà tôi hồi nãy tôi có hỏi anh Cầu. Lúc nãy trong cái phần đầu anh có nói là anh nói chuyện với rất nhiều các cụ quân nhân, và tất cả mọi người đều nói rằng cái việc vinh danh Ngô Thanh Vân của ông Tạ Đức Chí là một cái việc sai lầm trầm trọng. Họ đều nói như vậy, nhưng mà không ai lên tiếng công khai. Thì tôi nói, tôi xin thưa với anh như vậy. Cái ngày 20, khoảng 22 cho đến ngày 2017 là cái buổi trước cái buổi họp của Hội đồng thành phố Winter để mà cứu xét và biểu quyết là có hủy bỏ cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân hay không đó. Tôi đã gửi cái thông báo, một cái bức thư rất lịch sự để mà yêu cầu Hội đồng thành phố hủy bỏ cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân. Và tôi có chia sẻ cái bức thư đó đến mà tôi gửi cho Hội đồng thành phố, toàn bộ Hội đồng thành phố, với lại Liên hội của chiến sĩ, tập thể chiến sĩ, cũng như là truyền thông báo chí. Và tôi có nói chuyện với lại anh Lê Văn Sáu, lúc bấy giờ là Hội trưởng Liên hội của chiến sĩ, Chủ tịch Liên hội của chiến sĩ, cũng như là anh Nguyễn Văn Ức, anh là Chủ tịch Hội đồng điều hành của tập thể chiến sĩ, Hội đồng đại diện chiến sĩ, và anh Bùi Đẹp là Trung tâm trưởng Trung tâm Tây Nam. Tôi cũng nói chuyện với lại ông Phan Kỳ Nhân là Chủ tịch Liên hoàn chống cộng sản Rê Sai. Thì tôi chỉ nói rằng chúng ta không cần phải lên án ai, nhưng mà mấy anh phải cùng với cộng đồng chúng tôi viết một cái bức thư yêu cầu Hội đồng thành phố Westminster hủy bỏ cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân. Chỉ cần nói đơn giản vậy thôi. Và quý vị đó đã hứa với tôi là quý vị sẽ họp và có cái bảng lên tiếng để yêu cầu cái sự việc đó. Tôi rất là buồn là bởi vì tôi trông đợi và đến cái ngày họp của Hội đồng thành phố chỉ có một mình cá nhân tôi và cộng đồng lên tiếng yêu cầu hủy bỏ. Thành ra cũng chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng ông Chí Tạ ông đã nhận định sai cái phản ứng của cộng đồng, và cũng chính vì vậy mà ông mới có những cái quyết định mà nó làm cho ông bị lún sâu thêm, càng lún sâu thêm trong cái sai trái của mình. Và sự việc nó càng ngày càng đi đến cái vấn đề trầm trọng. Giá lúc đó Liên hội của chiến sĩ, tập thể chiến sĩ và Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai viết một cái bức thư ngắn gọn yêu cầu Hội đồng thành phố Westminster hủy bỏ nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân. Có thể ông Chí Tạ ông nghe và ông đã có cái quyết định khác, và mọi việc nó đã đi qua một cái khúc rẽ khác. Chúng ta nên nhớ một điều, chúng ta muốn giúp đỡ con em, giúp đỡ hậu duệ, nhất là các vị dân cử. Nhưng mà nếu chúng ta thấy có những cái việc làm nó sai mà nó có thể nguy hiểm,
đến cái lằng danh của cậu, đến cái sinh hoạt của cộng đồng mà chúng ta bao che, thì cái hậu quả nó có thể bẻ quặt đi đến một cái giai đoạn mà chúng ta không tương lượng trước được. Tôi là cái người ngày hôm đó tôi đau lòng lắm, là bởi vì tôi trở thành ra một cái người duy nhất lên tiếng nói, thành thử ra bị hàm oan là xí vô chuyện của thành phố người khác. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, tôi không nói sao được. Thành ra tôi mong rằng đây là một cái kinh nghiệm để chúng ta cũng có những lúc chúng ta phải lên tiếng nói với con em của chúng ta. Vâng, cảm ơn anh Phát. Thế có cái này anh Phát, tại vì anh nói đến liên quan đến quân đội, liên quan đến tập thể chiến sĩ và liên hội cựu chiến sĩ, thì tôi nói như vậy. Tại vì anh có một cuộc họp báo ở tại thư viện nói về vấn đề đó, mà tôi nghĩ rằng trong cái vấn đề mà anh nói lên về cái vinh danh của Ngô Thanh Vân, riêng cá nhân tôi hôm đó tôi có đến họp buổi họp đó và tôi thấy quá đầy đủ. Tại vì cái phiên họp đó đó thì anh nói đến cái sai trái của họ, và nghị viên tài độ cũng nói đến cái vấn đề mà luật lệ, vấn đề mà một nghị viên như thế nào, vấn đề đạo đức. Thì đối với tôi là một quân nhân, tôi nhìn thấy cái buổi họp đó đủ, tôi có khen, tôi có khen anh và anh tài đổ, cũng như cái cuộc họp báo đó nó nói lên cái tiếng nói cho cư dân, cho tất cả mọi người, thì anh em quân đội tôi cảm thấy an tâm. Nhưng sau cái sau một vài phút mình nghĩ lao, nó sẽ diễn tiến đến một cái vấn đề khác, đó là nó va chạm đến quân đội Việt Nam Cộng Hòa của những người đó. Là và sao cái, tôi không hiểu. Tức là cái mục kế tiếp, tại vì nó như vậy, nhưng mà sau đó thành phần của họ đã va chạm đến cái danh dự tổ quốc, danh dự và trách nhiệm khi họ dùng đến quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái đó là cái đề tài sau, cho nên sau một phút, vài phút giải lao thì nó sẽ đến chuyện đó. Tôi chưa cho giải lao, tại vì tôi vẫn còn. Nhưng mà để anh nhắc đến cái buổi họp báo thì tại tôi xin mình định một cái việc này, là cái buổi họp báo đó ở Thư viện Việt Nam nó được diễn ra sau khi mà chúng ta bị đâm một cái nhát dao lần thứ hai là vì thành phố. Okay. Không, chứ không phải là tôi họp báo trước cái buổi họp thành phố. Vì hội đồng thành phố không những không chịu hủy bỏ mà lại còn xác nhận thêm là một cái nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân lần thứ hai mà chỉ có tên của ba người ký, là ông thị trưởng và chị Tạ cũng như là phó thị trưởng Kim Lý Hồ và ông nghị viên Trần Đình Hoàng Chí. Vì họ xác nhận họ làm thêm một cái nghị quyết thứ hai nữa, tôi mới đành lòng phải kêu gọi một cái buổi họp báo để mà phơi bày những cái lý do mà để chúng ta đã đi qua, là tại sao lại không chịu thu hồi. Yeah, cảm ơn anh Phát. Nói rồi. Như vậy thì tôi nói thêm chút nữa để okay. Để trước khi là tại vì khi mà chúng tôi biết được cái vấn đề nó nghiêm trọng, không phải nghiêm trọng ngay cái lằn ranh quốc cộng, mà nghiêm trọng khi họ đưa ra một nghị quyết khác. Khi họ đưa ra một nghị quyết khác, chút xíu là mình sẽ bàn về cái nghị quyết đó. Yeah. Nhưng chính cái đó tôi và anh Nam Hà đã xin gặp thị trưởng Tạ Đức Trí, xin gặp luôn phó thị trưởng Kim Lý Hồ và nghị viên Charlie Phạm. Ok. Thì và cuối cùng chúng tôi gặp được mà chỉ có thị trưởng Tạ Đức Trí thôi. Chứng tỏ anh em quân đội tôi cũng có cái tâm, cũng có một cái tâm muốn gặp, thực sự gặp mặt đối mặt với họ, để trình bày với họ những cái sai trái của họ, để xem họ. Tức là mình lúc chúng tôi gặp thì thị trưởng Tạ Đức Trí cũng nói rằng thôi, mình như chú với cháu trong nhà, mình nói chuyện thân mật hơn. Chính cái đó, nếu mà cháu muốn như vậy thì chú nói cái sai trái của cháu để cháu sửa. Và chính cái lời hứa giữa anh Nam Hà và tôi với thị trưởng Tạ Đức Trí, chúng tôi mới im lặng. Chúng tôi muốn im lặng là để cho họ tìm cách họ sửa sai. Bây giờ mình, cho nên tôi cũng đã nói với anh Phát một vài lần, nếu tôi đoán không lầm là tôi nói một vài lần mà tôi nhắc hoài là anh Phát, anh Ngang nói đủ rồi, nếu anh nói nữa, tôi biết anh nói, anh nói vì với tư cách một chủ tịch cộng đồng,
những cái quan niệm, những cái sai trái đó anh nói đúng, nhưng mà nhiều khi nếu anh nói nhiều thì đâm ra người ta lại nghĩ rằng anh phá họ. Chính cái đó mà chúng tôi im lặng cho đến khi họ coi thường quân đội thì lúc đó chúng tôi mới lên tiếng. Thành ra cũng chính vì vậy mà sau cái buổi họp báo đó và tôi đã lên ra cái bản thông cáo đó thì tôi không nói về vụ Ngô Thành Vân nữa cho đến gần đây. Anh Phát, anh nhắc hồi nãy anh nhắc đến cái trách nhiệm của những người cựu quân nhân, tôi cũng đã nhắc nhở rồi, nhưng mà anh nhắc lại thì chúng phải nhắc thêm một lần nữa là chúng tôi là những cựu quân nhân có đọc cái thông cáo của anh cũng như là cái lá thư tâm tình của anh gửi cho mọi người. Thì chính vì vậy cho nên trước đó một đêm, tức là một đêm trước đó, tức là ngày 27 tháng 3 thì phải đó. Thì đó, thì trước một đêm mới có 14 ông hội trưởng đại diện cho các hội đoàn với liên đoàn chiến sĩ, tập thể chiến sĩ ngồi họp với nhau để có, hồi nãy tôi có kể đó, để mà có cái quyết định như anh nói hồi nãy. Một là làm thông báo cho tất cả mọi người biết cái quyết định của anh em cựu quân nhân về cái vấn đề Ngô Thành Vân, mà đó là cái vấn đề là phản đối đó. Hai là gửi cái lá thư mà một cách lịch sự để cho ông thị trưởng biết để ngày mai hành sự cho nó đúng cách, có nghĩa là chúng tôi khuyến cáo đấy. Hoặc là thứ ba là im lặng. Thì vì cái lý do im quyết định là cái option thứ hai, có nghĩa là sẽ gửi một cái lá thư là riêng cho ông thị trưởng để ông biết là chúng tôi khuyến cáo để ngày mai ông liệu mà quyết định. Nhưng mà có gửi không? Đúng không, đúng không? Nhưng mà như tôi kể hồi nãy, vì lý do là có người đề nghị rằng tại sao mình không mời ông thị trưởng đến đây để mà giải thích vấn đề, vì cái lời hứa, vì cái sự trình bày thành thật của ông, chúng tôi nghĩ là thành thật lúc đó, cho nên anh em đồng ý im lặng để cho ông tự ông giải quyết lấy. Tại ông đã biết chúng tôi là nghĩ thế nào về cái hành động của ông rồi, đâu ai bằng lòng đâu, ông cũng biết cái đó là sai nữa, thì ông để ông tự ông hành sự như là anh Tim vừa nói. Chúng tôi là những người cha anh, chúng tôi vẫn có cái tình cảm đó. Chính cái tình cảm đó mà tôi nhắc một lần trong cái video trước đó. Mình đã ở Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, trước năm 75, đã có những gia đình mà cưu mang những người tập kết ra ở ngoài Bắc đi về, cũng như là có những cán bộ cộng sản nằm trong nhà hay là bị bắt tù mà vì cái tình cảm mà đã kéo ra. Thì đó cũng là một cái hành động mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi ở đây cũng vì tình cảm mà chúng tôi đã im lặng để cho họ sửa sai. Vì vậy cho nên hôm sau anh là cái người duy nhất lên tiếng mà chúng tôi không lên tiếng, tại chúng tôi hứa là chúng tôi làm, chúng tôi im lặng để cho con em của mình nó sửa sai. Nhưng mà anh Phát, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì nó lại không được. Anh em, phần lớn anh em vẫn im lặng. Tôi không biết tại sao họ vẫn im lặng, mà chúng tôi không im lặng, cho nên chúng tôi hôm nay cũng như trước đây chúng tôi đã lên tiếng. Nhưng anh Tin nói chúng tôi làm hết sức của mình để đến gặp riêng, để khuyến cáo riêng, cũng như là chúng tôi đến thành phố, như tôi đã đến thành phố để phản đối ngay trước mặt mọi người trong thành phố. Và hôm nay chúng tôi cũng như nãy tôi nói là đến mức chúng tôi phải phản đối trước công chúng, là hôm nay chúng tôi ngồi với mình. Đó là lý do tại sao mà anh không có lẻ loi. Ok. Thưa anh Cầu, sẵn anh nhắc về cái phiên họp mà trong 14 vị đại diện trong đó có anh. Vâng. Thì chúng tôi xin được hỏi anh một cái chi tiết là có những cái nguồn tin phải nói là từ phía bên kia. Phía bên kia, những nguồn tin từ phía bên kia họ bên kia là ai chứ? Tức là cái phía bên cộng mà bên... ủng hộ bên Việt Cộng. Ồ, không, nó ủng hộ bên Ngô Thành Vân. Ủng hộ bên cái, vâng, cái phía bên đó. Thì những người đó họ nói rằng họ có vẻ họ rất là tự đắc. Họ nói là hôm mà gặp các anh đó, gặp 14 vị đó, thì ông thị trưởng, mình nói thẳng ra là ông thị trưởng có đã can đảm mà nói với các anh rằng tôi tốt nghiệp political science ở Mỹ và có thành công trong chính trường ở Mỹ, các chú các bác chỉ biết bắn súng ở Việt Nam thôi, biết gì về chính trị ở Mỹ mà đặt điều kiện với chúng tôi. Thì không hiểu là anh cho biết cái điều đó, bên phía bên kia họ rất là tự đắc, họ nói là cái vị đại diện của mình, ông thị trưởng của mình đã nói thẳng vào mặt cái đám kêu bằng quân huyệt đó. Như vậy họ dùng cái chữ, những chữ vậy, tôi nghe tôi rất là tức vì tôi cũng là một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin anh cho biết những cái chuyện đó như thế nào. Vâng. Anh trong buổi họp đó là nó lâu lắm, thì cuối cùng ông thị trưởng đã đến trí được mời tới trong vòng 15 phút là ông tới. Có nghĩa là ông đã biết chúng tôi đang họp và có những quyết định quan trọng đến cái sự nghiệp chính trị của ông Trần nữa, cho nên ông đến ngay trong vòng 15 phút. Thì khi ông đến thì ông giải thích này nọ, trong đó có một cái ông nói nhiều thứ,
tâm tình rồi là này kia đủ thứ, nhưng mà trong đó có một cái câu mà anh vừa nói, mà anh chủ tịch Liên Hội lúc đó là anh Lê Văn Sáu, anh được gà. Anh bực mình tại vì ông nhắc tới là ông là người biết chính trị, ông làm chính trị rồi, ông có học cả cao học chính trị gì đó, thì quý vị chú bác các anh ở đây thì là biết cái chiến thuật và chiến lược này thế này đó, tức là coi như mà cái sự gọi là hướng dẫn chúng tôi, những người chú, những người anh trong buổi họp đó, là quý vị có thể là không biết cái đường đi chiến lược chiến thuật đó đâu, chúng tôi tụi cháu mới là những người như vậy đó. Thì anh Lê Văn Sáu đã phản bác tôi nghĩ là hùng hồn lắm chứ không phải không đâu, mọi người lắng nghe. Cuối cùng ông Tạ Đức Trí im lặng chứ không phải là gọi là huênh hoang đâu. Tôi không biết tại sao ông lại nghe cái tin ở ngoài kia là ông hướng dẫn chúng tôi, tôi cũng biết. Nhưng mà anh Lê Văn Sáu là cái người đã phản bác cái đó chứ không phải là tôi. Mà tôi rất là tâm đắc với anh Lê Văn Sáu. Tại tôi không ngờ anh lại là cái người gọi là sensitive đến nỗi mà nghe cái chuyện bị chê là không biết chiến thuật chiến lược, thì ông có phân biệt cái phân tích cái chiến thuật chiến lược thế nào đối với ông thị trưởng của mình. Thì đó là cái trường hợp mà tôi muốn trả lời cho anh. Còn vấn đề đúng sai, người ta nói gì ở ngoài đó thì người ta nói nhiều lắm, nhưng mà tùy theo cái người đưa tin đó là ai. Nếu họ có cái trọng lượng thì chúng ta cũng nên bàn thêm, còn nếu không có trọng lượng thì chúng ta coi như là chuyện. Vâng, cảm ơn anh Cầu. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi được tận tai nghe những cái lời tường trình rất là chi tiết từ một người tai nghe mắt thấy, một trong 14 vị tham dự cái phiên họp bữa hôm đó với thị trưởng Tạ Đức Trí. Cảm ơn anh Cầu. Vâng ạ, cảm ơn anh. Cái điều mà tôi muốn hỏi anh đó là nếu mà như vậy thì cái buổi tối trước cái ngày mà hội đồng thành phố họ họp là họ biểu quyết là có thâu hồi hay là lên tiếng hủy bỏ cái nghị quyết của anh Vân không, thì mặc dù là liên hội và tập thể không có viết một cái bức thư như là lúc đầu dự định, nhưng mà ông Chí Tạ là ông đã biết rõ cái quan điểm của các cựu quân nhân là không bằng lòng cái việc đúng vinh danh Ngô Thành Vân. Thì mặc dù là chưa có một cái thông báo hay một cái bức thư lịch sự để yêu cầu ông, nhưng mà ông, cái ý của các anh quân nhân thì ông Chí Tạ phải biết chứ, tại sao ông mà ông đã biết như thế mà ông vẫn lại làm ra một cái nghị quyết thứ hai thì mình mới có cái hội luận hôm nay. Mình mới có cái hội luận hôm nay. Thì như vậy nó đâu có phải là anh cái Phát. Việc mà ông nói là ông sẽ anh Phát bây giờ tôi mới nói với anh đó, là cái việc làm của chúng tôi để trả lời cho anh biết là chúng tôi quan tâm, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm, vì chúng tôi cũng là những người đã yểm trợ, đã kêu gọi bầu cho những người hậu duệ con em của chúng ta, những người cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm đó. Chúng tôi đã làm cho đến cái ngày một đêm trước khi có cái buổi họp recall đó. Và sau đó là những cái sự kiện xảy ra, chúng ta sẽ bàn trong cái phần kế tiếp. Anh sẽ thấy rõ hơn là những anh em cựu quân nhân chúng tôi rất là buồn phiền và bất mãn về cái việc làm của họ. Tại vì họ đã không có thi hành cái lời hứa, đã không làm sửa sai, dù không xin lỗi mà lại làm còn tệ hơn cái đó nữa, thì chúng ta sẽ bàn trong những cái đề nghị kế tiếp vậy. Để anh khỏi phải bực mình, vì chúng ta cũng bị đâm và bị xoáy chứ không phải chỉ mình anh thôi. Rồi có lẽ chúng tôi đau nhiều hơn anh. Ok, thì trước khi đi vào cái phần kế tiếp, chúng tôi xin phép được nghỉ giải lao một chút, tại vì nói cũng hơi nhiều. Thì xin phép anh Thuận. Thank you.